thưa quý vị và các bạn nghị quyết 27 của ban chấp hành trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp xác định tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính đảm bảo được đời sống cho người lao động và gia đình người hưởng lương vấn đề này tiếp tục nóng lên tại nghị trường quốc hội khi mà nhiều ý kiến cho rằng không thể dừng cải cách tiền lương vì đã ba lần lỡ hẹn với cán bộ công chức viên chức phải sớm thực hiện cải cách chính sách tiền lương một cách căn bản trong năm 2024 và để làm rõ hơn những vấn đề này, chúng tôi đã mời đến chương trình góc nhìn ngày hôm nay, sự có mặt của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng là giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình. Vâng, à, kính chào các quý vị khán giả, kính chào biên tập viện Vâng, thưa quý vị và các bạn, trải qua 4 lần cải cách chính sách tiền lương của Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập và vẫn còn mang tính bịt quân, không đảm bảo được cuộc sống và từ đó chưa tạo được động lực để nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc của người lao động. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi phóng sự sau đây. Chị Nguyễn Thu Hà là công chức phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Với mức lương hiện tại hơn 5 triệu đồng một tháng, không đủ trang trải cuộc sống, nên chị phải làm thêm sau giờ hành chính để có thêm thu nhập. Đối với lương của tôi thì thật ra là chỉ được hơn 5 triệu, mà trong khi đó con thì ăn học đại học, chồng thì cũng chỉ đi làm viên chức thôi. Thế thì chúng tôi thực sự là bản thân tôi cũng phải dành thời gian đi làm thêm rất nhiều. Ngoài giờ ví dụ là nhận việc thêm về nhà, chúng tôi là phải gấp thêm khăn mặt, ví dụ thế là chúng tôi cũng phải đi làm. Bên cạnh đó thì cũng tranh thủ ngày nghỉ, cũng phải thêm ruộng đồng áng. Thì chúng tôi cũng vẫn phải làm thêm thì mới để duy trì cuộc sống thôi, chứ còn mà mức khá thì cũng không có. Còn đối với người lao động này, với thời gian hơn 10 năm công tác tại một cơ quan nhà nước, mức lương của chị khoảng 6 triệu đồng một tháng. Với mức lương này, đảm bảo cuộc sống cho bản thân một công chức giữa thủ đô Hà Nội trong bối cảnh giá cả tăng cao đã chật vật, chưa nói đến việc nuôi con. Cái mức này nếu mà chỉ nói là đóng tiền học cho các cháu thôi là cũng không thể đủ được. Chị chưa nói gì đến là cái sinh hoạt hàng ngày. À, để đảm bảo cho cái việc này thì tôi có làm thêm. thì cái công việc làm thêm tôi là tôi chỉ có bán hàng online trên mạng thôi. chứ cũng không 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 ảnh hưởng gì ở đây. chế độ tiền lương phụ cấp hiện hành được thực hiện từ năm 2004 đến nay, mặc dù đã được điều chỉnh bổ sung nhiều lần, nhưng vẫn chưa tạo được động lực làm việc cho công chức viên chức và người lao động. lương công chức viên chức tăng nhỏ giọt trong 10 năm qua mức lương cơ sở áp dụng với cán bộ công chức viên chức tăng 440.000 đồng từ 1 triệu 050.000 đồng năm 2012 đến 1 triệu 490.000 đồng năm 2022. Hiện mức lương cơ sở cho cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang là 1 triệu 800.000 đồng một tháng sau 2 năm trì hoãn ở thực tế thì qua chi tiêu của từng vùng thì chúng ta thấy là cái mức lương hiện nay thì mới chỉ cơ bản đáp ứng được những cái, những nhu cầu rất là căn bản của cán bộ công chức còn nếu mà để tích lũy rồi để gia đình có những cái điều kiện tốt hơn trong lo cho các học hành thì rõ ràng là cán bộ công chức cũng còn phải bươn trải và nỗ lực rất là nhiều rõ ràng là tiền lương công chức mà nếu theo cái chuẩn hiện nay ấy, thì về cơ bản nếu chúng ta nhìn là cái mặt bằng trung bình ấy, thì nó chưa đạt được cái mức của thị trường nói chung, nhưng mà kinh nghiệm của nhiều nước ấy, thì riêng trong vấn đề tiền lương ấy, thì thường là công chức ấy, thì họ ít nhất là phải ở cái mức trung bình khá trong cái mặt bằng chung của cạnh tranh của thị trường lao động. Hơn 2 năm qua, hàng vạn nhân sự khu vực công đã thôi việc do thu nhập thấp, còn những người ở lại với đồng lương bèo bọt, nhiều công chức viên chức dù thắt lưng buộc bụng vẫn phải làm thêm đủ nghề để trang trải cuộc sống thực tế này đòi hỏi cần phải có những hành động quyết liệt hơn về thực hiện cải cách tiền lương trong thời gian tới để đảm bảo cuộc sống cho cán bộ, công chức, viên chức khu vực công yên tâm công tác. Vâng thưa ông, hiện nay thì cái chính sách tiền lương ở khu vực công nó vẫn còn những cái bất cập gì và tiền lương nó đã thực sự phản ánh đúng cái giá trị lao động và sự đầu tư cho phát triển hay chưa? À, tôi cho rằng cái câu hỏi này là một câu hỏi rất là hay và có tính thời sự lớn cho đến nay cái chính sách tiền lương ở khu vực công có rất nhiều bất cập. Một là người làm việc trong khu vực công là sống chưa hoàn toàn dựa vào lương mà còn nhiều cái thu nhập khác. Cho nó dẫn đến một cái, cái, cái tình trạng là họ phải nghĩ để làm thêm công việc này công việc nọ và do đó gây cái phân tán cái trình độ chuyên môn phân tán kỹ năng và như vậy nó làm cho cái thị trường nó đảo lộn nhiều khi là làm xáo trộn cả công việc của 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 cơ quan. Đấy. cái điểm thứ hai tôi cho rằng đó là cái vấn đề công bằng trong cái hệ thống uh, chính sách tiền lương của mình. chẳng hạn như là người ta hay nói là lao động phức tạp bằng bội số của lao động giản đơn. cho nên cái tiền lương của lao động phức tạp của chuyên gia nó phải cao hơn rất nhiều so với những cái mức mà người mới vào nghề hay là trình độ uh, trải nghiệm kiến thức kinh nghiệm còn non yếu. thì tôi cho rằng cái đó là phải cái, cái, độ 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 xa độ cao của nó phải lớn hơn và cái điểm thứ ba tôi cho rằng cái bất cập thứ ba đó là cái chính sách tiền lương này chưa phát huy được cái triệt để tài năng và chưa tạo cho điều kiện cho con người là toàn tâm toàn ý để phát triển cái thân thế và sự nghiệp của mình cho nên là nhiều khi người ta cần đứng núi này trong núi nọ đứng ở khu vực công thì muốn nhảy ra khu vực tư rồi là đứng ở công việc này thì muốn nhảy vào khu vực công việc khác cho nên dẫn đến là gì cái cái, 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 tâm thế của người lao động là người ta không ổn định. Cho nên tôi cho rằng đó là những cái bất cập. Nhưng ngoài ra có thể có bất cập nữa là gì? Chúng ta thấy là cái đầu tư nước ngoài vào Việt Nam rất nhiều. Và cái xuất khẩu của Việt Nam thì tăng cường cũng rất mạnh. Việt Nam đứng thứ 20 thế giới về tổng kinh ngạch xuất nhập khẩu vào năm 2020. Và thường thường những cái khu vực xuất khẩu thì họ lao động là dựa trên cơ sở lợi thế so sánh. Cho nên họ có cái thu nhập tốt hơn trong khi đó những cái người mà không ở trong khu vực xuất khẩu, không dựa trên lợi thế so sánh của quốc gia, thì mà cũng không có vốn đầu tư nước ngoài thì họ thu nhập thấp hơn. Do đó dẫn đến là chênh lệch giữa cái thu nhập của cái người lao động trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài thì thường thường nó khác với cái khu vực đầu tư trong nước. Thậm chí những cái người mà mình gọi là đối tượng sẽ bị tổn thương. Cho nên nó dẫn đến một cái trạng thái chỉ là cái chênh lệch giàu nghèo. Có thể là cũng do từ cái chính sách tiền lương của mình chưa thỏa đáng nó đẻ ra. Và một vấn đề nữa tôi cho rằng là bởi vì mình là một cái nước mà có lao động rẻ. Và đây là một lợi thế để thu hút đầu tư nước ngoài. Mà nếu như mình tăng lương cao quá thì dẫn đến mất cái lợi thế đấy đi. Thì đầu tư nước ngoài nó lại dịch chuyển sang nước khác. Cho nên đây là một cái vấn đề được coi là phải có một cái sự lựa chọn rất là hài hòa. Còn nếu không, mình cứ cố vào tăng lương. Mà đã tăng lương ở khu vực nhà nước thì thường á, là làm cho là, là khu vực dẫn dắt làm cho cái nó tạo ra cái khung tham chiếu cho khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và cả và khu vực tư nhân. Cho nên nếu như mà mình làm không khéo thì dẫn đến là hai khu vực kia là còn tăng nhanh hơn, đó. Đó làm mất cái lợi thế cạnh tranh của mình về lao động so với cả nền khu vực. Cho nên tôi cho rằng là là những cái thách thức của hệ thống tiền lương Việt Nam mình chắc chắn là còn nhiều. Nhưng mà những vấn đề đó không có nghĩa là không giải quyết được. Vấn đề ở chỗ là chúng ta phải tìm kiếm được một cái cơ chế hài hòa để phân bổ, để phân phối cái lợi ích thông qua tiền lương một cách bình đẳng cái công bằng. Tất nhiên thì công bằng ở đây là công bằng trong phân phối. Tất nhiên chúng ta không thể nói đến công bằng tuyệt đối và bình đẳng tuyệt đối được. Ừ. Nhưng mà dẫu sao thì trong cái điều kiện chúng ta đang hướng tới một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh ấy, thì chúng tôi cho rằng những cái đó cần phải tính đến một cách đầy đủ. Và... Vâng. Còn tiền lương trong khu vực doanh nghiệp thì hiện nay nó đã phát huy được cái vai trò cơ chế thương lượng giữa người sử dụng lao động và người lao động hay chưa thưa ông? Tôi cho rằng là cho đến hiện nay á trong các cái khu vực mà doanh nghiệp thì thường thường cái nguyên tắc đây là thị trường lao động mà được hình thành trên cơ sở cung cầu thực sự thì người lao động đáng lý phải đủ quyền đủ thẩm quyền để thương lượng một cách sòng phẳng và công bằng với cái giới chủ nhưng mà tuy nhiên ở Việt Nam mình lại có tình trạng là bởi vì cái tiền lương thấp giá chi phí lao động rẻ và người lao động thường ở vị trí yếu thế họ cần công việc làm họ cần cái sự tồn tại cho nên nó dẫn đến cái tình trạng là người lao động là thường không được thương lượng với vị thế bình đẳng với giới chủ bởi vì họ chấp nhận vì thế là mình phải đi xin việc cho nên chính vì thế cho nên chúng ta chưa đạt được cái đó và do đó tôi cho rằng là cần phải có một cái bề đỡ cần phải có một cái nơi một chỗ dựa mà đáng tin cậy lâu dài đó là cơ chế chính sách của nhà nước để làm cho người lao động tự tin hơn trong thương lượng với cái giới chủ cả chủ trong nước và chủ nước ngoài thì cái đó mới bảo đảm được khi họ có một cái tiếng nói mạnh thì họ mới có thể là có được một cái tiền lương mà họ cảm thấy thỏa đáng hơn nếu không họ sẽ chịu thua thiệt. thì tôi nghĩ như thế cho nên là à, cái thời gian tới tôi cho rằng là cần phải có những cái hỗ trợ khác về mặt chính sách hỗ trợ bổ sung để cho người lao động tăng cái khả năng thương lượng, đặc biệt là tổ chức công đoàn hoặc là các cái tổ chức mà bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động để người lao động thực sự được hưởng cái tiền lương ít nhất là còn tương xứng với cái sức lao động mà họ bỏ ra về cái hư hao về thần kinh cơ bắp rồi là hỗ trợ gia đình rồi cả cái sự phát triển về thể chất về tinh thần và chưa nói đến là tiền lương còn hỗ trợ cả sự phát triển cả cái, cái thân thế và sự nghiệp của họ. Vâng. Thưa ông, hiện nay thì nếu như với cái mức tiền lương không đủ sống thì nó sẽ dẫn đến cái hệ lụy xã hội như thế nào? Tôi cho rằng nếu như mà tiền lương không đủ sống thì dẫn đến là cái vai trò tiền lương nó sẽ không không đảm không đáp không ứng được tức là tiền lương không xứng đáng để làm vị trí của tiền lương và vì tiền lương không xứng đáng về vị trí tiền lương thì người lao động là phải tìm cách để để sống để tồn tại chưa nói đến sự phát triển thì họ phải nghĩ đến việc này việc nọ này làm thêm làm ngoài rồi là tìm những công việc mà nhiều khi không đúng với chuyên môn của mình để nhằm bù đắp cái trang trải cho cái nhu cầu cuộc sống ít nhất là tối thiểu và cái điểm nữa là nhiều khi trong cái khu vực nhà nước mà tiền lương không đáp ứng được thì người ta lại nghĩ đến cái chi phí phi chính thức và do đó là nó dẫn đến những cái tiêu cực trong cái bộ máy nó làm cho cái bộ máy đáng lý phải là liêm chính bầu cho phải bộ máy công vụ phải là cái công bộ của nhân dân hay trở thành cái bộ máy là tìm cách để, để, tìm có được cái chi phí phi chính thức rồi là những cái cái mình gọi là những cái tham nhũng vặt vãnh ví dụ như thế thì tôi nghĩ như thế đó thì dẫn đến rất nhiều tiêu cực này và ngoài ra nó còn dẫn đến một cái là mất cái lòng tin về chính sách bởi vì một cái chính sách tiền lương mà không làm cho tiền lương thực sự là giá cả của sức lao động thì chính sách đó nó trở nên là tự vô hiệu hóa. Cho nên tôi nghĩ rằng là cần cần phải làm sao cho tiền lương nó trở thành một cái chỗ dựa chính cho cái cái cái, cái, đời sống của cái người lao động, công chức viên chức và lực lượng vũ trang. Vâng. Làm thế nào để đảm bảo tiền lương của người lao động đáp ứng được tốt nhu cầu sống cũng là một cái câu hỏi cần được đặt ra có thể là ổn định về mặt giá cả kiềm chế lạm phát. Đây là một bài toán chúng ta cũng cần phải tính đến đúng không thưa ông? Vâng. Tôi nghĩ rằng là cái tiền lương của mình là có tiền lương danh nghĩa và tiền lương thực tế. Thì chúng ta sống là sống bằng thực tế chứ không phải sống bằng danh nghĩa. Do đó, tức là để cho cái tiền lương mình nó gắn với thực sự với cái cuộc sống con người thì chúng ta cần phải tính toán là cái nhu cầu của người lao động, nhu cầu để họ là ít nhất là nhu cầu tối thiểu. Tiếp theo là cái nhu cầu văn hóa tinh thần, nhu cầu hỗ trợ gia đình, nhu cầu về phát triển về tích lũy thì do đó chính sách tiền lương là cần phải đáp ứng rất nhiều những cái yêu cầu đó đặt ra. Cho nên là bên cạnh cái chuyện tăng lương thì ít nhất nhà nước phải giữ cho được cái giá nó bình ổn. Thậm chí mà trong điều kiện cách mạng công nghiệp 1.0 mà các doanh nghiệp và nhà nước có thêm biện pháp để tiết kiệm được chi phí, chẳng hạn như chi phí dịch vụ công chẳng hạn, rồi chi phí của các cái giao dịch cho cái người lao động nó giảm dần đi, để cho người lao động lại giảm chi trong cái đó cái tiền lương lại tăng lên rồi cái lạm phát là cái duy trì mức độ thấp nhất có thể thì như vậy là cái tiền lương thực tế sẽ tăng lên như ở một số nước chẳng hạn người ta còn cho phép là mở cửa thị trường mở tự do hóa mạnh để sao cho hàng hóa nước ngoài về trong nước không đáp ứng được thì mở cửa cho hàng hóa nước ngoài vào cạnh tranh nhau thì giá lại giảm và do đó người lao động là hưởng lợi bởi vì họ mua về hàng với giá rẻ tốt này thì chúng ta cũng nên như thế bởi vì chúng ta đã ký rất nhiều hiệp định thương mại tự do rồi thì chúng ta cũng nên tận dụng cái đó để hỗ trợ cho chính sách tiền lương một cách giảm tiền Vâng, à. vâng thưa quý vị và các bạn, chính phủ thì hiện đã đề xuất lộ trình cải cách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang với 6 nội dung cải cách theo nghị quyết số 27, dự kiến được thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Cải cách tiền lương lần này được kỳ vọng sẽ tạo ra một bước đột phá căn bản về đời sống của người lao động, thay vì giải quyết vấn đề khó khăn về tiền lương của cán bộ công chức viên chức người lao động, từ đó tạo một bước chuyển để có thể nâng cao được hiệu quả của bộ máy công vụ. ghi nhận của phóng viên chương trình Chính phủ đã đề xuất lộ trình cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang với 6 nội dung cải cách theo nghị quyết số 27, dự kiến thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, bao gồm: xây dựng 5 bảng lương mới, chế độ phụ cấp, chế độ tiền thưởng, chế độ nâng bậc lương, nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương, quản lý tiền lương và thu nhập. Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 do Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 cho biết, những năm qua, mặc dù khó khăn trong đại dịch Covid-19, Chính phủ đã đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi, trích lập quỹ tiền lương đến nay được khoảng 560.000 tỷ đồng, bảo đảm đủ nguồn để cải cách tiền lương trong 3 năm 2024, 2026. Sau năm 2024 tiếp tục điều chỉnh tăng lương để bù trượt giá và có phần cải thiện theo mức tăng trưởng GDP cho đến khi mức lương thấp nhất đạt bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng 1, vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp như mục tiêu đã đề ra. Theo nghị quyết 27, xây dựng ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành. Theo đó, mỗi ngành sẽ có một số vị trí việc làm mỗi vị trí việc làm có mức lương riêng cụ thể theo mức độ phức tạp của công việc không còn cào bằng giữa mọi ngành như hiện nay trả lương theo vị trí việc làm đồng nghĩa với việc người mới được tuyển dụng bổ nhiệm nếu đáp ứng được yêu cầu công việc tại vị trí làm việc đó sẽ được hưởng lương tương xứng với công sức và kết quả làm việc thay vì phụ thuộc vào thâm niên công tác bằng cấp như hiện tại Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thượng Lạng ông đánh giá như thế nào về nghị quyết 27 của ban chấp hành trung ương về chính sách cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang ạ? Theo cách nhìn của tôi thì cái nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức người lao động và lực lượng vũ trang là một bước đột phá về chiến lược. nằm trong ba cái đột phá chiến lược của Việt Nam trong đó có chiến lược thể chế. Và điều đặc biệt đây tôi quan điểm ở đây là đặc biệt chúng ta đang chú ý đến cái thị trường lao động gắn với cái thị trường đất đai, thị trường vốn, thị trường khoa công nghệ. Và chính vì thế, nếu như có sự đột phá mà đúng, trúng và phù hợp thì chắc chắn là cái chính sách tiền lương đợt này sẽ tạo được cái sức bật rất lớn, phát huy được cái nguồn lực lao động, được coi là cái nguồn lực trung tâm, được coi là yếu tố trung tâm của sự phát triển xã hội và do đó nó sẽ tạo điều kiện cho các cái thị trường khác phát triển tốt hơn. Và nếu như mình làm được như thế thì chắc chắn là cái hiệu ứng lan tỏa sẽ tạo một cái bước đột phá cho Việt Nam cất cảnh trong thời gian tới. Yeah. Và rõ ràng là với những cái chính sách cải cách tiền lương thì ông nghĩ như thế nào về cái sự mong chờ của người lao động đối với việc mà chúng ta thực hiện theo cái nghị quyết 27 này? Tôi cho rằng cái nghị quyết này là rất phù hợp với cái xu hướng của của thị trường lao động, đặc biệt là phù hợp với cái nguyện vọng, cái nhu cầu của người lao động, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang bởi vì chúng ta đang nằm trong cái chiến lược là chuyển đất nước từ nước có thu nhập trung bình thấp sang nước có thu nhập trung bình cao đến năm 2030. Cho nên chính sách này sẽ làm cho cái thu nhập của người lao động được cải thiện và theo đó cái đời sống của họ sẽ được cải thiện, chất lượng cuộc sống sẽ được nâng cao và cái động lực để họ làm việc chắc chắn sẽ tốt hơn, đặc biệt là nâng cao năng suất lao động, đề xuất ra cái sáng kiến cải tiến và đặc biệt ở chỗ là hăng say lao động hơn, nhiệt tình hơn và gắn bó với công việc hơn. Dạ. Yeah. Vâng, thưa ông, việc kể cách chính sách tiền lương sẽ được thực hiện kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 tới đây. Vậy thì theo ông, cái mốc thời gian này nó đã là phù hợp hay chưa? Tôi cho rằng cái mốc thời gian mùng 1 tháng 7 năm 2024 thì nói phù hợp thì nhìn nhiều góc độ. Nếu như đối với nhà với nhà nước, đối với nghị quyết thì nhiều khi phải có sự chuẩn bị về điều kiện, điều đó thì coi như là phù hợp. Nhưng mà đối với người lao động thì càng sớm ngày nào thì hai ngày đó. Bởi vì người lao động bây giờ chúng ta đang ở cái mức thu nhập thấp mà rồi là cái mức thu nhập mà nhiều khi là do những cái tác động về kinh tế về về đứt gãy chuỗi cung ứng rồi là giảm bớt việc làm thu hẹp cái, cái tổng cầu của thế giới xuất khẩu này giảm rồi chưa nói là tình trạng thất nghiệp cho nên là sớm ngày nào hai ngày đó đối với người lao động thì sớm được ngày nào hai ngày đó còn tất nhiên nó còn phụ thuộc vào cái cân đối ngân sách phụ thuộc vào cả cái nguồn lực có sự chuẩn bị cho nên nếu như mà cân đối hai bên tôi cho rằng điều đó là ok là chấp nhận được là thực hiện được thôi vâng và cái thông tin này nó sẽ tác động như thế nào đối với cái lực lượng cán bộ công chức viên chức và người lao động à, trong cái thời gian tới thưa ông theo tôi nghĩ là tăng lương là ai cũng phấn khởi cả yeah. bởi vì lâu nay mình rất thiếu cái ngân sách cả cá nhân ngân sách gia đình rồi cả các khoản chi tiêu là đều phải rất là tiết kiệm rất là căn cơ nhưng bây giờ đều được tăng lương là mọi người tôi cho rằng rất phấn khởi phấn khởi thứ nhất là cái mối lo về cái thu nhập nó cũng giảm đi phần nào yeah. cái thứ nữa là hoàn này gia cảnh thì cũng có thể là được đỡ được phần nào cái thứ ba nữa là người lao động là không phải nghĩ thêm làm thêm việc này việc nọ để trang trải cuộc sống nghĩa là người ta toàn tâm toàn ý cao hơn về công việc do đó tôi hy vọng là năng suất lao động, động sẽ được cải tiến chất lượng công việc sẽ tốt hơn và đặc biệt là cái trạng thái tinh thần của 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 người lao động sẽ tốt hơn. Cảm dạ, vâng. Trong cái thời gian vừa qua chúng ta có thể thấy là có cái tình trạng là chảy máu chất xám đặc biệt là trong ngành y tế đối với là những cái khu vực công như thế này. Vậy thì theo ông vì chúng ta thay đổi cái chính sách tiền lương như thế này thì chúng ta có thể cải thiện được cái tình trạng chảy máu chất xám này như trong thời gian vừa qua hay không? Uh, theo tôi nghĩ là cái bản chất của cái tiền lương á, thì nó là một cái khoản gọi là cái năng suất lao động biên, ấy, năng suất lao động biên của lao động, này, năng suất biên của lao động mà khi có cái sự tranh lệch về năng suất biên này thì lao động sẽ di chuyển và khi mà chúng ta tăng lương thì sẽ làm cho cái người làm việc trong khu vực công đặc biệt trong lĩnh vực y tế hay một số lĩnh vực khác là sẽ giảm bớt cái động lực của họ để chuyển sang khu vực tư bởi vì khu vực tư là năng suất cao hơn tiền lương được giả cao hơn để điều kiện làm việc tốt hơn mà nếu như mình có cải thiện khu vực công thì nó sẽ giảm đi phần nào cái dòng người mà nhảy việc rồi là chảy máu chất xám từ khu vực công sang khu vực tư thì tôi nghĩ là đây là sẽ có một cái, cái hiệu ứng là giảm đi phần nào chứ còn chắc chắn là phải giảm ra trong thời gian ngắn được bởi vì cái khu vực tư bây giờ có thể cái mức tranh lệch tiền lương nó rất lớn cho nên cũng chỉ có giảm được một phần nào đấy thôi chứ không thể giảm được tiền để được. Ừ, dạ vâng ạ à. à, thưa ông hiện nay thì chúng ta thấy là cải cách chính sách tiền lương thì cũng đang nhận được cái sự đồng thuận rất cao từ phía người lao động thế nhưng rõ ràng bên cạnh những cái sự đồng thuận đó thì cái chính sách này cũng sẽ gặp phải những cái thách thức không nhỏ trong thời gian tới vậy thì đó là những cái thách thức như thế nào? Tôi cho rằng là mọi cái cuộc cải cách chính sách, tiền lương thì bao giờ cũng có những thách thức cả. Và chúng ta đến đợt này chúng ta đã cải cách lần thứ tư, nghĩa là trong vòng khoảng 16 năm chúng ta cải cách một lần. Trong khi đó chu kỳ kinh tế Việt Nam là khoảng 10 năm. Vậy thì có cái sự khác biệt giữa chu kỳ chính sách và chu kỳ kinh tế. Cho nên là cái điểm đầu tiên tôi cho rằng là có thể là sự bất cập sự bất cập ở đây ở chỗ là về cái chính sách thì thường đi chậm hơn so với thực tiễn do đó là có thể mình cải cách tiền lương xong thì nó lại xuất hiện một cái, một cái mức mặt bằng của cái tiền lương mới ừ. định hình một cách âm thầm nào đấy thì lúc đó chúng ta đã chậm bao giờ chậm so với thực tiễn cái điểm thứ hai nữa là để giải quyết vấn đề triệt để tức là người lao động được sống bằng lương á, mà cái cuộc cải cách chúng ta đợt này để hy vọng để xử lý vấn đề đó tôi cho rằng là rất khó khăn ừ. chưa thể giải quyết được một cách triệt để được và cái thứ ba nữa tôi cho rằng là cái tính công bằng trong một cái hệ thống bảng lương này để xử lý một cách triệt để là cũng là một cái thách thức lớn và cái thứ tư nữa là cái hệ thống chính sách của chúng ta hệ thống chính sách tiền lương này để phát huy tài năng để tạo điều kiện cho con người phát triển triệt để cái nguồn cái, cái tiềm năng của mình ấy. thì cho cho rằng là cũng là một thách thức lớn cần phải tiếp tục cải thiện trong thời gian tới để đạt đến cái mức độ thu nhập trung bình cao và năm hành không ba Vâng. cách tiền lương sắp tới thì chúng ta sẽ có những cái lưu ý gì trong cái công tác là tinh giản biên chế cũng như là sắp xếp các cái đơn vị sự nghiệp công lập cũng như là các đơn vị hành chính không? Tôi cho rằng là cái công tác cải cách chính sách tiền lương này nó có tác động sâu rộng. Cho nên để cho cái chính sách này đi vào cuộc sống một cách hiệu quả. Thì bên cạnh cái việc là chúng ta điều chỉnh những vấn đề về chính sách thì cái bộ máy cũng cần phải thay đổi. Chẳng hạn như là chúng ta phải tinh giản này, những cái sắp xếp lại để làm sao cho cái bộ máy nó hoạt động hiệu quả hơn, nó tối ưu hơn để tránh những tình trạng là lãng phí của nguồn tiền lương. Mà tiền lương thì còn rất quý vì đây là do nhân dân tạo ra. Đấy, và cái điểm thứ nữa tôi cho rằng là chúng ta nên mạnh dạn áp dụng những cái tiến bộ công nghệ, đặc biệt là cái xu hướng số hóa để làm sao cho nó giảm bớt cái lực lượng lao động trực tiếp. Và chúng ta tăng cường cái, các cái hoạt động gián tiếp, hoạt động trực tuyến. Và do đó chúng ta sẽ tiết kiệm được cái quỹ lương. À, đồng thời nữa tôi nghĩ rằng là cần phải tạo ra một cái không khí làm việc tốt hơn để nâng cao năng suất lao động một người có thể là tăng năng suất lên một nhưng mà hai gấp hai gấp ba lần như một số nước à, và thậm chí là nếu như mà mạnh dạn hơn nữa là chúng ta có thể rút ngắn cái thời gian làm việc ở tại cơ quan chẳng yeah. à, hạn là từ 5 ngày xuống còn bốn ngày chẳng hạn Thì yeah. à, tôi nghĩ như thế bởi vì chúng ta năng suất cao hơn chúng ta được số hóa nhiều hơn yeah. và do đó chất lượng dịch vụ sẽ cao hơn yeah. người ta làm được tuyến nhiều thì như vậy là quỹ lương chúng ta sẽ giảm đi Này. Yeah. Này, tiết kiệm là quỹ lương yeah. Yeah vâng vậy thì ông có thể chia sẻ thêm kinh nghiệm ở một số các cái quốc gia hiện nay trong việc là cải thiện cái nền hành chính tiền lương cho cán bộ công chức viên chức người lao động mà Việt Nam của chúng ta có thể là tham khảo và học tập trong thời gian tới hay không? thì tôi cho rằng có mỗi nước thì đều có một cái hoàn cảnh riêng cả yeah. tuy nhiên là nước nào cũng có một cái hệ thống lương cho cán bộ công chức người lao động và lực lượng vũ trang tôi cho rằng như thế thì chẳng hạn như Singapore chẳng hạn thì cái chính sách lương của họ nó rất là mạch lạc rõ ràng đặc biệt là họ xác định được vị trí việc làm một cách cụ thể, chính xác và chính vì thế cho nên cái tiền lương của họ trả rất thỏa đáng và đặc biệt là tiền lương của họ trả rất cao. Thu nhập bình quân của Singapore là 75.000 đô la trong đó thu nhập bình quân của Việt Nam mình còn thấp hơn mức trung bình của ASEAN tức là khoảng 5.000, mình có 4.000 thôi. này khoảng gần 4.000. Như vậy có nghĩa là tiền lương của họ cao nhưng mà cái cơ chế trả của họ là mạch lạc rõ ràng. Và đặc biệt ở chỗ là làm cho cái người lao động đó họ đủ cái để sống bằng lương ừ. và họ không nghĩ đến là làm thêm hay là có những cái cái, cái chi phí phi chính thức khác trong bộ máy. Ừ. Thứ hai chẳng hạn là ở Indonesia chẳng hạn, thì trường hợp Indonesia thì lại áp dụng cái chính sách tiền lương theo cách là gì? Nếu như mà có sự thay đổi của giá cả thì họ sẽ điều chỉnh ừ. và thậm chí là họ mỗi năm là thậm chí là hoặc là một hoặc hai năm thì người ta điều chỉnh mức lương là bằng cách là lấy cái mức lương cũ nhân với cái tốc độ tăng trưởng GDP cộng với lạm phát. Nghĩa là nó sẽ làm cho cái thu nhập thực tế từ cái tiền lương thực tế đó nó tăng lên, chứ không phải là tiền lương danh nghĩa. Cho nên là hoặc là ở Pháp chẳng hạn, khi mà cái lạm phát mà tăng lên một cái, thì cái chính phủ à, là là người lao động là chính phủ phải điều chỉnh mức lương theo mức tăng của lạm phát. Hoặc ở Mỹ chẳng hạn, thì chẳng hạn như là nước Mỹ thì người ta quan tâm nhiều là quan tâm nhiều nhất là đến là cái lạm phát và thất nghiệp và cái số việc làm và như vậy có nghĩa là mỗi nước sẽ có một cách làm riêng tất nhiên là đối với cán bộ công chức thì bao giờ cũng có cái mã số cũng có là cái phân hạng và cũng có là phân chia các cái vị trí việc làm một cách cụ thể mạch lạc và theo cái cấp bậc một cách rất là khoa học và trên một cái định mức mà được tính toán được xây dựng thực sự khoa học và hiệu quả thì cách làm như vậy chúng ta biến cái xây dựng cái chính sách tiền lương thành một cái công trình nghiên cứu mà bảo đảm tính khoa học tính thực tiễn và phù hợp với cái xu hướng của cái thị trường lao động. Vâng thưa ông, với cái chính sách à, cải cách tiền lương mới này, với cái số tiền mà chính phủ dự định là 560.000 tỷ, thì ông nghĩ là với cái số tiền này nó có thể tạo ra một cái mức lạm phát mới nếu như mà thực hiện chính sách cải cách tiền lương hay không? À, tôi cho rằng cái lạm phát nó chịu tác động nhiều yếu tố. Trước mà, trước hết là nếu như mà cải cách tiền lương thì chắc chắn là làm cho phí tiền lương tăng lên trong cái cơ cầu giá, à, trong cơ cầu giá của doanh nghiệp và do đó làm cho lạm phát chi phí đẩy là nguy cơ là có. Cái thứ nữa là khi chúng ta bơm một lượng tiền rất lớn, 560 000 tỷ trong vòng 3 năm, nghĩa là một năm chúng ta bơm khoảng 8 tỷ đô la. Nè, rất lớn trong một thời gian ngắn mà nếu như không có một lượng hàng cân đối, nếu không có cung cầu gặp nhau thực sự thì khả năng là dẫn đến cái lạm phát là đúng do đó tôi cho rằng là cần phải tính đến yếu tố này trong chính sách cải cách tiền lương để chính sách tiền lương sự tăng lương không dẫn đến tăng giá và sự tăng giá không dẫn đến làm giảm cái thu nhập thực tế của người lao động cho nên chúng ta cần phải có một cái lượng hàng đầy đủ cần phải có công tác tuyên truyền tốt và đồng thời bên cạnh đó có thể sử dụng cả công cụ tài chính ngân hàng khi mà tăng lương thì nên điều chỉnh lãi suất để hút kỳ tiền mặt đó nhàn rỗi đó vào trong ngân hàng hoặc có thể có nhiều dự án để khuyến khích cho cái đầu tư thì như vậy nó sẽ giảm bớt cái lượng tiền trong lưu thông thì nó có cái cơ chế nó khống chế lạm phát nó an toàn hơn cho người lao động để cái, cái mức tiền lương thực tế nó được cải thiện thực sự. Vâng, và theo báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 được trình bày tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, hiện thì quỹ lương đạt khoảng 560.000 tỷ đồng, dư để đảm bảo nguồn thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 và trong khoảng 3 năm từ năm 2024 đến năm 2026, theo đúng nghị quyết 27. Thông tin được dư luận xã hội quan tâm, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, những người được hưởng lương từ ngân sách nhà nước và là những người được thụ hưởng chính sách cải cách tiền lương này. Thực hiện cải cách tiền lương đảm bảo hơn về đời sống vật chất cho đội ngũ những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, điều này góp phần tạo thêm sức hấp dẫn từ khu vực công là tiền đề để chúng ta tuyển chọn và giữ chân những người có năng lực. Khi mà mức lương tăng lên thì đòi hỏi đi đôi với tinh thần, thái độ trách nhiệm với công việc cũng phải được nâng cao hơn nữa. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn sự có mặt của Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng đã tham gia chương trình góc nhìn ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình